Thì cô chú anh chị ơi, bữa nay nhà phòng nhổ cải nữa, trời đang mưa quá. Hôm nay tiếp tục cụ tí cầm máy cho phòng. Mấy bữa nay trời bão, nhổ cải đã đời. Quê bà ngoại nữa nha. Xinh quá. Hả, kệ nó. Mưa nhổ, tranh thủ nhổ sớm. Đó, bà nội ách xì hoài, thấy không? Quê đừng có dung nha. Ok, nhổ đại cứu ba cái hành nào á. Nhổ đại cứu ba cái hành ra nè. Nay không biết ông ngoại có ở nhà có nhậu không tí. Không biết ông ngoại này có quéo quèo không. Thôi con đừng có nhổ. Con quay ông bà ngoại với ông bà nội với ba với mẹ được rồi. Bây giờ là cũng giấc chiều rồi. Cũng gần 4 giờ rồi. Mà trời mưa. Cái này là nhà gia đình Phong là nhổ. Nhổ ngày mai để bán. Bán sớm. Nhổ này về là tối lặt luôn. Kệ nó, con đừng có lắc. Ước điện thoại ba là mấy mốt ba không có cái ba để quay nữa đó. Mấy ngày nay thì dịch bệnh nhiều quá nên Phong cũng kêu chị gái ở nhà để đảm bảo sức khỏe của chị. Nên bây giờ là chỉ còn có bà ngoại của Tí à với gia đình Phong. Cầm quay lia lịa đây con. Chút quay bà ngoại với ba xong mất. Không có cái chân, không có cái đầu luôn đi. Ở dưới quê là tối ngày cứ cụ Tí cũng ra nhà cầm quay phim rồi đó. Hôm nay cụ Tí quay phim được rồi. Chỗ tài quay phim ba. Thế cha đó. Thế cha. Nãy cụ Tí đang nằm ngủ. Nghe nói ba lên nhổ cải á, lật đật thoát xuống giường. Đúng không cụ Tí? Quay là phải nói chuyện nha. Đấy. Chào ông bà có bác đồ. Cụ Tí đứng quay phim im du à. Quay bà nội kìa. Quay bà nội đang nhổ kìa. Trốn bà ngoại nha. Cụ Tí quay không được đẹp ông bà đừng có buồn nha. Ông bà xem ủng hộ cụ Tí nha. Thôi kệ đi. Không quay đi. À, khỏi tắt mà khỏi coi. Hôm bữa bà thấy con quay cũng tạm được. Chiều về ba coi lại. Nó con tránh mấy cái gốc hành nha mà. Tí đừng đi coi chừng chơi nha con. Nó bữa nay mưa hoài ha Tí ha. Mưa hoài bây giờ đổ mau tốt. Nhưng mà hai chục
Là nhỏ hết khúc này luôn không ạ? Hết khúc này dư không á? Dư ngày mai mình đi cho tiếp. Ngày nào cũng nhà phòng cũng có nhổ cho mấy ông bà, hôm nay cho ông bà sớm cho nhiều hơn. Nhưng chỗ phòng bây giờ nó cũng cách ly cũng quá trời, cũng mấy gia đình này sự là giờ nguy hiểm dữ lắm luôn. Không có quen đem ra chợ người ta đâu có lấy đâu. Này giúp cuộc hồi nãy lấy không ạ? Nguyên tiệm mà lấy có 2 bó. Quay qua ngoài chưa? Lìa máy đi chậm chậm luôn mới hay chứ. Tí quay hơi hay hơn. Tí quay hơi hay hơn mẹ đó. Mẹ cứ kêu mẹ quay hoài. Tập hoài. Tí ha. Lúc cho tí quay phim luôn chịu không? Hả? Nếu ba chắc cãi vô từ từ. Ủa? Mẹ lấy con cá chạc hả mà? Sình đi đã đời. Tí rồi chừng chơi nha con. Mưa nữa à. Mỗi tay không tí? Mỗi tay không? Không hả? Giỏi mốt bao mua bánh ra nha. Chưa không? Hả? Sình quá trời sình luôn. Xem té chân quá. Đứng ở đây chân lắm con. Ôi, bà nội à, bà nội với bà ngoại. Vô đây kiếm có cá chạc không tí ơi. Nè tí ơi. Ủa? Chích chưa? Không có tí ơi. Không rồi. Nó có đâu, để bà xuống đây coi có. Đây thì cô chú anh chị nãy giờ nhà Phong cũng nhổ cải cũng xong rồi. Phong cũng đang đi lấy cái chạc thêm á,
để chắc cả vô. Đây là mẹ vợ Phong á, thụ phụ hồi sáng giờ nhưng mà cũng tranh thủ bây giờ tới dắt chiều rồi, cũng nhổ đem về á, tại vì ở nhà Phong. Dạ anh chị cô bác nha. Chúc anh chị mạnh khỏe, sức khỏe. Đây Phong chờ để Phong chắc vô. Đây cô bác anh chị xem nè, cải nè, nhìn rất là thích luôn. Quê có ông Phong Biển ăn nhổ cải về ăn. Đây cải, cái bèo á. Cái bèo này là cũng đổ bánh xèo là ngon lắm. Đổ bánh xèo ngon lắm. Đây còn đây là cu tí. Cu tí chào ông bà cô bác đi con. Chào bà, cô bác. Quay ngước mặt lên nè. Cu tí cũng nhổ cỏ cho nhà ba mẹ Phong nữa nè. Cô bác. Nhổ cỏ cho ông bà nội nè. Sáng giờ con có quậy không? Dạ. À, sáng giờ có quậy không? Có. Ừ. Có. Có bị đánh đòn đúng không? Dạ. Ừ. Này kéo khẩu trang cho ông bà xem nè, ở trong đây không có ai lạ. Ở cụ tí nhổ cỏ nè ông bà cô bác ơi. Ừ. Đây. Vợ Phong mới đi lên. Dạ, lên. Dạ. Ấy Phong. Có ai trong cỏ ba kìa ba nổ luôn đi. Đâu? Đây nè. Nhổ không? Nhổ đi con. Ừ. Rồi cầm máy giùm ba đi, ba chắc cả vô tí. Sắp xong rồi nè. Đất quá trời, đã về mưa nữa. Ừ. Tí đi cái chừng té nha. Nhiều lắm rồi mẹ ơi. Trơn quá trời trơn à. Thôi đi vô đi tí. Vô đi để ba lại đi lại mẹ với bà nội. Đủ không à? Trơn quá rồi. Thôi ba bầu về trước đi. Chứ mẹ về trước rồi để mẹ té đó tí. Mẹ Phong nhổ ngò nữa. Đây bà bầu. Chào bà, bầu bà về trước cô đi. Trơn trơn. Về luôn đi, cho mẹ về luôn đi. Về đi tí. Ừ quên nữa. Tí chút quay ba đẩy rau về. Quên. Em quên nữa, có con cỏ. Trời ơi, tí nhổ cỏ hoài luôn nè. Tí mới ba lớn mà biết phụ nhổ cỏ nè, nhổ cỏ con dục ngoài kia nha. Để về trước đi em. Chút anh đẩy về cho. Đây mẹ Phong nhổ ngò thêm á. Đây mẹ vợ Phong. Còn cụ tí. Cụ tí đang khóa đằng kia. Khóa quá tí ơi. Nãy là trả thành luôn hả? Hả? Nãy là trả thành luôn hả? Là chạy gì nhanh á, vết đi ngồi. Ừ. Nó chạy mưa rất là nho này tốt quá, một ký hôm bữa là 4 bó một ký, giờ bữa nay là có 2 bó một ký luôn, nặng. Ở nay nó ủ hơi nhiều. Ừ. Ôi trời ơi. Dẻ. Nay còn có 10.000 ký. Ủa 15 chứ. 15.000. 15.000 ký. Ngon, nấu mì ăn cũng ngon mà. Nó mì chay á, ăn hết. Hả? Sao con? Nó mì chay á, ăn hết tẩy luôn. Ăn mì chay phải không? Dạ. Cô tí lúc này ăn mì chay luôn nè, ông bà cô bác ơi. Kéo khẩu trang không cho ông bà xem mặt coi. Hôm trước con cũng ăn mì hảo hảo. Ừ.
ăn mì chay. Rồi, ba. Hai cha con mình nè. Chừng phòng mấy bữa nay đi nước ăn. Dưới quê hay hay đi chân không không à? Chứ ba. Ba. Có cỏ mình cho bà hát không kìa. Cỏ hả? Dạ. Nhổ cỏ đi con. Không không, bây giờ bỏ này chắc nửa kilo chị. Bỏ này chắc nửa ký rồi mà. Cũng tí nhổ cỏ. Nhà này con dục ngoài kia thôi. Con cầm dao ngoài kia con dục. Không cỏ đó nguy hiểm lắm. Nè, cầm cho nổi rồi tí. Bỏ đâu nè? Ba bỏ đi đâu? Xúc dục con cỏ ngoài kia, con cỏ đó độc lắm, nó lên dữ lắm. Cái này mất mối là chín hơn không nãy. Này có chỗ bán được, chỗ bán không á. Nên bây giờ đi bán cũng khó khăn lắm. Kiếm chỗ bán không? Làm tông nữa đi khỏi đi con. Đây, dao nhìn thích rồi. Dao nhìn đã lắm mà quá rồi. Đây. Mẹ vợ Phong chuyên nghiệp luôn. Ê. Ba làm té. Bên kia còn xả dao quá trời dưới kia. Hè ở dưới kia hè Phong vài bữa nó gia đình Phong cắt nó sắp hết rồi. Còn ở đây còn cá bèo với cá xanh với ngò. Ngò lúc này nó cũng dễ nhưng mà nhổ nó có ký nhổ lâu hết lắm. Ơi, cỏ quá trời luôn nè. Nhổ móc lên phụ bà nội với ông nội nhổ cỏ nha. Dạ. Cỏ dòng đằng kia này nó hơi cao quá chị, không có thủ. Đây. Đâu. Đây nói ông bà mai mốt xuống nhà ba mẹ ông bà nội con với ba mẹ con lấy dao về ăn nha. Nói đi con, kéo khẩu trang xuống. Má ông bà nhé, nhớ xuống nhà con mua cả bèo về. Kêu lấy dao xuống ăn mà tí kêu nói xuống đây mua. Nhà con lấy dao về ăn chứ mua gì. Ôi mắc cỡ đi rồi. Ôi. Rồi. Ba, ông bà xuống nhà con lấy dao về ăn. Hết dịch thì ông bà xuống nhà con lấy dao về ăn. Tí bữa nay lên phụ nhổ cỏ nữa. Ê, trời ơi, dục tùm lum la vậy. Quên. Khóa quá tí ơi. Này mấy khúc hành bây giờ nó cũng tốt quá trời luôn. Cô bác chị xem nè. Hành. Hành già Phong bây giờ nó tốt lắm. Này bạc ngàn luôn. Bây giờ dắt chiều rồi đó ông bà cô bác ơi. Chiều nhưng mà mưa. Bây giờ nãy nhổ cải xong xuôi cũng 4 giờ mấy gần 5 giờ chiều rồi. Thầy có cái ao cá. Cái này kêu bằng cái ao huyền thoại của nhà Phong luôn á. Thầy á. Tại vì Phong bắt cá, bắt cua, bắt chim chép với ao này. Mình rất là thích luôn. Thì Phong lúc này cũng không dám bắt nữa. Đợi ông bà cô bác xuống nhà Phong á. Thì còn có cái để bắt. Chứ Phong bắt hết trời ngày mốt đâu còn gì nữa đâu. Đây có mấy vụ xã nhà Phong ăn cũng không hết nữa. Góc bên kia còn một xã bên kia nữa. Xã dưới quê bán vài 3.000 hoặc là tối đa 10.000 ký. Nhổ xong cho mẹ. Đây, có khúc cải xanh. Đây, có ngoài chuối nữa nè, ông bà cô bác ơi. Chuối này kêu bằng chuối già. Thì sao con không đem về? Tí khóa quá. Rồi, mấy cho con mình đi về. Chừng chân nha tí. Đây ngò tốt quá. Trời mưa bởi vậy đồ giao cả vậy. Trời ơi tí. Trời ơi té hư cao bà rồi. Trời ơi ông nội ơi. Đây có con kẹ nữa nè. Cóc đây nè. Con gì á? Cóc. Cóc. Con cóc. Con cóc hả? Con cóc trong đây nè. Ở đất hả? Ồ, nó lên trên nó qua. Ê. Nè, nó hay nè. Cóc đây nè. Thôi, thôi để tha đi. Đi với ông bà nội bà ngoại về kìa. Trơn quá rồi.
trơn quá, đi từ từ không à. Cua bò nè. Trời ơi, cua rồi tí ơi. Cua bò lên luôn rồi. Trời ơi, chắc mưa, mưa chắc dữ dằn lắm ha. Tí ông bà cô bác xem nè. Hả, lại đi. Cua bò. Đây. Cua bò tí ơi, lại đi nè. Ừ. Cua. Cua là tí. Nè nè. Cua bò kìa. Rồi rồi. Thấy không? Nhìn nó kẹp con đó. Nó cắn con ha. Cắn con sao? Đổi. Thấy được không? Được tí. Ôi dừng cắn con đó. Đâu? Ôi. Cua bò lên trên là mưa bão dữ lắm á. Rồi. Bà nội với bà ngoại về kìa. Thôi cầm máy giùm ba đi. Ba nãy té nữa. Như vậy hơi buồn nha ba. Ừ. Phải chạy dữ đó. Vô để tí. Vậy nè, quay ba nè. Đi dịch tí ơi. Mệt không tí? Trường đá xanh đó nha.